Nước đặc quá trời đặc. Em ơi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh 66 TV của mình. Bữa nay mình có dịp theo anh Tư mình đi cuốn lưới neo mà buổi khuya các bạn. Giờ này khoảng 12 mấy 1 giờ rồi. Giờ này có hai anh em mình đây nè. Ok, anh Tư nè. Ok. Vậy các bạn ơi, khuya này mình có chuẩn bị mì, anh Tư đau bụng ha. Giờ mình anh em mình ăn đỡ đói các bạn ơi. Khuya à. Rồi miếng này. Em xài cái muỗng, ông xài cái em có đũa nè. Đó. Đây đồ ăn buổi khuya các bạn ơi. Mình nói chứ thức khuya mà cũng đói lắm các bạn, dễ đói lắm. Từ cái đem nước uống nha. Bây giờ mình ăn cái đi rồi lát tới nước của mình cuốn các bạn ơi. Ăn đi Tư. Rồi mời các bạn nha, ăn khuya các bạn ơi. Má giờ cũng câu rồi, đất này dưới bè nó cũng có trơn, ở trên bè câu á. À vậy là người giống như thay vì bán sáng cũng có người, bán khuya này cũng có người câu nữa hả? Ồ. Một khi câu đông quá mình lên bè câu người ta la. Tính như ở ở sông, ở ngoài sông này chứ bằng đêm nhộn nhịp chứ đâu phải thấy nó anh Tư nha. Phải không? Sáng đêm á, mấy ông đặt lời mới vừa đặt vừa qua nữa đó. Giờ này như trên bờ là này ngủ hết trơn nhắn que ha. Nghe ngoài sông, nghe sông hì hì chứ không. Đây thì giờ nào cũng có người thức chứ. Dạ. Ủa rồi bữa nay không có mấy chú đi chung hả? Không. Mấy ổng nước lớn hầu mới đi. À dạ. Này giờ này khoảng tiếng nó cuốn hình được. Dạ phải nói ha. Ok, giờ mình chờ nước nữa các bạn ơi. Rồi chơi tâm sự đầm đạo chuyện tình hình Việt Nam và thế giới rồi. Ủa dùng bè này mình đánh nhận gần bè là có cái gì nhiều không Tư? Đây giờ đánh vậy là cá dồ nhiều. Dạ. Em thấy đi câu rồi đó, đi câu ở gần đây cũng cá dồ, cá dồ đếm rồi nữa. Ừ, cá dồ, ha. Cá dồ đếm, có hú rồi nó dính cũng đủ thứ. À. Dạ. Mà tính ra ở đây có mấy cái bè này mình dăng lưới thuận người ta, tại vì cá nó lợi mấy cái bè nó ăn được anh Tư ha. Ừ, cá nó lợi nó ăn. Dạ. Yeah. Như muốn ở dưới đây có mặt cá sủ cũng nhiều. Dạ. Yeah. Có. Dưới đây chiều cực thì nước rong nước kém mình muốn cũng có. Dạ. Yeah. Ở An Giang đồ trên đó có ai xuống không ta? Có, ở trên trển cũng như chú Tám rồi mà trển xuống đây cũng ở đâu đây thì vô đây hồi đó quýnh đây nè, ông đậu vàm nè, ba đồ ấy mới thấy đó, mới hỏi ông mới chỉ nè, mới đây mình mới biết đóng nè. À dạ. Chứ anh ai rồi là ông đã xuống trước ông bài mình ha. Ừ, chứ còn ở trên không có dân trên mình ở dưới đây đâu biết gì vụ lớn này. À. Mình vụ lớn này mình đâu có rành. Nói chung mình cũng nhờ dân trên đó mình mới biết, chứ còn dân trên đó không ấy mình cũng đâu có biết lưới này đâu. Hồi trước mình quýnh lưới cũng như trên ba rồi này kia vậy đó. Yeah. Lưới thả cũng lưới đó chứ không có. Bây giờ lưới ba lưới neo này nó trúng quá trời, bởi vì giết hết cá luôn hết ta ha. Này nó quýnh muôn tại chủng đó. Bởi vì lưới này nó trúng tổn lắm. Quýnh gì đâu mà hồi trước ý là cái thời tôi ra. Mà sau này sau ba tôi là mấy năm trời. Hồi đó hai con có đánh này nữa hả? Có làm lưới nữa hả? Không làm lưới này. À, làm với ông đang đắp với cái tôi mới mạnh nè. À vậy đó hai làm trước anh rồi tôi tới anh làm ha. Ừ, tại à, ông ra ông cứ nói mà mấy lần nó hoài nó ấy thì đóng gì gì đó mình cũng ngán vụ tiền nè. Yeah. Hồi đó đóng lớn mắt hơn bây giờ dữ lắm. Yeah. Bây giờ là mình đóng là rẻ lắm đó. Đó giống ra. Như hồi bây giờ nó bán nhiều cái giá nó cạnh tranh ha. Bây giờ nó rẻ chứ hồi đó nó mắc lắm. Mà lưới neo này anh nói ở đây mình cũng ít bán, có Vĩnh Long với Long Xuyên à, đi à, xa mới có hai điểm à, Vĩnh Long với lên trại đất sấy trển cũng có đất à, xét gì trển á à. Đó tôi lên trển còn không ai đi Long Xuyên chứ còn mình vòng vòng xe đét này kia đâu đâu có chỗ ba mua lưới rồi ấy chỗ mà xứ ta làm lưới nhiều đó. Yeah.
đó nó cũng không có lưới nhỏ, lưới nhỏ ở Dung rồi cũng bán lưới đồ dữ lắm, ta đang rồi lắm ha, cũng dữ lắm đâu mà không có không có loại lưới này. Ông đốc biết rồi, đi mua lưới gì ổng gì ổng đóng. Nhưng mà tính ra lưới neo mà mình ở đây mình đánh khoảng chừng 6 năm 7 năm hả ta, có đó không? Cũng lâu rồi. Này theo được trên được xuống không biết xuống mấy năm mình không biết, có ba cũng học rồi chắc là thằng này quýnh cũng 6 7 năm gì đó. Theo em biết thì mình ở đây mình bắt đầu mình làm lưới này nha, thì em đổ cả đó đó, tại vì có nghe mấy ông anh nụ cũng nói nè chứ khoảng mấy năm đó, bởi vì tôi quýnh năm nay tôi mua lưới từ bữa tới giờ đó cũng không biết cỡ 4 năm chưa, 4 5 năm chưa không biết, chứ mấy ông quýnh trước mà tôi cũng mấy năm nữa rồi đó nha. Dạ cái này cũng lâu rồi đó. Dạ tôi quýnh ra tính năm nay nữa rồi cũng 6 7 năm trời. Ủa anh Tư, bình thường nếu mà tới nước mà nước đúng nước của nước kém của lưới neo này á, là đi qua đây là đông người hay sao? Đông như đó quýnh hay lắm, nó quýnh nước ít chảy đó là không quýnh nước cầm luôn, quýnh cá nhiều mà không ra chơi đủ lên. Yeah. Không có xuồng nào thiếu chứ. Yeah. Mấy ngày đó ít có ai nghỉ, không chị lắm mới nghỉ. Nước rong này thì quýnh nó cá làm dạt đơn để... không có đúng nước không? Quýnh nó ít cá rồi cái có người quýnh người không. À, anh sổ anh Tư mình không có làm đục các bạn ơi, nên sử dụng nửa cái thùng phi đó đặng mình gọng cá các bạn. Mình giờ chuẩn bị đi đi thăm các bạn, đi cuốn lưới nè. Ở khu vực này là bè cá nhiều lắm các bạn, phía trên đây nè cũng có, phía hướng về đây cũng có, bè cũng nhiều lắm. Ở đây có mấy thằng thủ đang câu nè, đó có hai anh đang ngồi câu nè, câu đêm luôn. Giờ này khoảng 1:30 khuya các bạn. Mình thì may mắn cũng có mấy anh làm nghề lưới cá này kia các bạn, nên mình cũng có dịp đang đi theo chơi rồi. Mình thì hay đi theo anh Hai, bây giờ này anh Tư. Mình có cũng có anh Ba nữa, anh Ba cũng làm nghề lưới này các bạn, để có dịp mình làm mình đi theo anh Ba mình làm cái clip ha. À ở đây cái thùng phao anh Tư mình cột vô đây nè, gần bè nè. Cũng tiện lợi ha. Lưới của anh Tư à vậy hả? À quên nữa, bữa nay anh Tư nói là mình thăm là mình để lưới lại, mình đâu có dỡ lên ha. Ok, mình thăm kiểu này giống như thăm câu các bạn, thăm câu mà câu căng á. Ủa rồi cái này chừng nào mới cứu anh Tư? Sáng à vậy hả? Tính ra giống như là mình bủa lợi gì chứ gì phải không ta, sáng mình cứu cũng có cá mà phải không? Đỡ quá các bạn. Ủa lý anh Tư là tắt máy anh Tư? Tắt 3. À tắt 3 ha. Ủa đây người ta làm mấy cái cây tre này kia Tư? Đừng cho à cản cỏ hả? À ở trên đây là những cái bè đó bạn, bè cá, bè người ta nuôi cá nè. Cái người ta làm một cái này giống như cái hàng rào đó bạn, làm hàng rào bằng tre nè, nó làm dài cách khoảng 4 5 thước á. Cái người ta làm từ dưới bè nha, từ dưới bè ra đây khoảng 4 5 thước, làm một cái hàng rào bằng tre mà nằm dông vậy bạn, cho nó cản lực bình, cản rác đồ. Về là lưới thì lưới neo nha các bạn, bình thường thì anh Tư cũng đánh sát đáy gì đó, nhưng mà tại hôm nay nên nước này nhiều quá các bạn, nước rong á, nước nhiều nên không có kéo như là nước kém đó. Mình chỉ thăm thôi, mình chỉ thăm mà mình đi phía trên các bạn, cái giềng phao nha các bạn, giềng phao nằm sát mặt nước luôn nè, nó nằm sát mặt nước luôn nè.
Nó dạt kìa quá anh ơi. À vậy hả. Ôi ôi. Con dây nó nặng chắc nó chì các bạn. Mình kìa mình bơi vô hơi cực. Tại nước nó đạp mà đạp dữ lắm. Thấy gì á. Trời ơi. Còn một chút xíu mà bơi không nổi bạn ơi. Nước đạp quá trời đạp. Ghé nè. Anh móc vô cái rồi anh kéo. Chị vô cái tre đã. Ừ. Úi. Trời ơi cong rồi. Trời ơi cong rồi dầm của bạn ơi. Cái lực của nước này dữ lắm. Nước đạp mạnh lắm. Đó trời ơi. Mình cứu lưới đây mà cá nó quặn nữa bạn ơi. Kế bên xuồng nè. Cá ngoài sông nha chứ không phải cá trong bè nha. Cá ngoài sông mới kể à mới nói. Cá bè quặn là nói chi hả bạn. Tính ra đây mình có cái này mình mới đi được kinh khơi trên tư chứ bình thường sao đi được đúng không? Có đồng tính rồi vậy. Anh Tư nói có đồng tính các bạn. Có cá nó dị dị đó. Không biết hướng nào. Chờ đợi bạn ơi. Cái lưới này cá nó dị giống như mình đi câu cá bạn. Cái cảm giác nó dị cần á. Nó rung cần á. Mình đi thăm câu như vậy nữa. Đi thăm câu mà cá nó chạy á. Cảm giác nó lạ lắm. Cũng sao ha. Còn không còn gì vậy không. Nơi đó nó dính ngược rồi đặng. Vậy mình trở lại. À vậy hả. À vậy bữa nay biết thêm một cái cách đi đánh lưới neo và đánh khơi các bạn. Mặt lưới thì mặt lưới neo nhưng mà mình đánh gần mặt nước. Ở đây mình cái kêu là sao ta, cái địa hình của mình thuận lợi làm được cái chuyện này các bạn, chứ còn bình thường mình đâu có cho đi khơi gì được đâu. Lưới chì nó chì xuống nó chìm rồi. Nó đâu có nổi đâu. Mình nhờ có cái này nè, mình cột vô cho nó nổi các bạn. Ồ, không cản cản lục bình bây giờ trong này lục bình nóc trơn rồi. Mấy lục bình nhỏ nó nở ra ha anh Tư. À. Kia là mình che tươi mình để thời gian nó cũng lên nhánh các bạn, lên lá nữa kìa. Nó tươi cũng được thời gian. Mấy tháng anh Tư? Vậy hả? Rồi năm sáu tháng rồi cũng mấy nhánh này cũng còn sống luôn nữa bạn hay ha. Đây là những nhánh tre, cây tre người ta bó lại bạn cho nó nổi á. Wow. Ủa tiếng này là tiếng gì anh Tư? Hả? Tiếng kêu nè. Dế. Dế hả? Dế đá mình đó. Ủa vậy hả? Thì nghe em thấy nghe tiếng dế đó mà em muốn nói sao ở ngoài này lại có dế trời. Ừ, giờ ở ngoài đây nó có. À. Cá bự. Ôi có cá bạn ơi, có cá đó nghe đèn anh Tư đó. Dính cá rồi bạn ơi. Này quá xa hay gì à, cái giờ chơi cái dồ à. Ồ ừ, con cá dồ bạn ơi. Rồi đã nhìn từ xa luôn nó dòng cá da trơn là mình phải bẻ gai đó các bạn. Đó, anh Tư bẻ gai đó. Ồ
mỗi cái dầu mình bán khoảng chừng 30-40 ngàn hả anh Tân ha? 30 ký. 30 ký nha. Rồi cũng bự chứ bộ. Cá này không biết không biết đăng ký. Dương lưới thế nào không biết là nó chết rồi bạn. Tại vì bó cái mang nó thở không được, nó ngớp không được chứ nó chết. Mà khi mà nó chết gì rồi ê rồi ghê không. Ờ, nó quấn hai cái bước lại. Nó quấn nhiều quá à. Nó quấn nhiều quá à, mà dòng lưới các bạn, nhiều mắc lưới quá đi. Gà. Ok. Bự gì. Con này dựng như anh đây. Trời ơi, con cá dồ cũng cứ giữ nó dài quá bạn. Con cá mà trở thêm như ba sa cá hú á mà nó dài cỡ này là tầm 2 ký mấy á, nếu chiều dài nha. Cái bụng thì con này nó bụng không lại mấy con kia rồi. Anh ơi, nếu mà nó chết gì là giá nó giảm hả? Ừ. Yeah. Ok. Mở hàng con cá dồ bạn ơi. Dạ. Làm ngày lưới mà bữa này bữa dày bữa khác qua chúng ta đang lên nhiều vậy hả. À, còn nữa các bạn ơi. Đã quá ta. Nhìn từ xa luôn các bạn, tại vì lưới là lưới khơi mà, lưới trên mặt nước à. À, một con cá giòn nữa bạn ơi. Ồ không, nước nó đạp vô. Nước nó lớn các bạn, nó chạy dưới hướng này, nó đạp cái xuồng mình bê vô cái hàng rào bằng tre á các bạn. Chết luôn anh ơi. Sống hả? Ờ thôi nữa bạn ơi. Ủa sao không thấy nó dãy nó gì cho người ta. Nó hơi yếu nha. Lâu. À. Ok. Vô rộng. Anh mình sử dụng cái thùng phi nha bạn. Ôi cái con này nó dày dày quá ta. Con này cũng cỡ con kia thì anh đi. Nhỏ hơn, à, nhỏ hơn, ốm hơn. Nhưng mà cái dốc của con cá dồ nó dài quá các bạn, dài đòn quá à. Tại vì nó không có bụng được nhiều, nó không có nặng bằng cá ba sa với cá hú các bạn. Cá ba sa cá hú cái dốc nó ngắn đòn hơn mà nó tròn hơn. Ê con cá hồi nãy mà nó giật giật gì anh không thăm một hồi nữa nó chết sao? Không ai thăm hồi quay lại tới cá sao nữa. À vậy hả? Chứ để nãy mình hay cái mình trả lời chút xíu. Mình không biết thấy nó giật tới mình. À, không chắc ha. À ok ok, mình tưởng mình trước đúng rồi. Không chắc là phía sau hay phía trước ha. Ủa cái này ống này nó làm gì đây? Cũng lấy cái cạn. À vậy hả? Ống này rồi đó xài gì chơi? Nó làm bè tròn á. Hả? Làm bè mà làm bè tròn. À vậy sao? Giờ họ có một cái kiểu bè mà tròn đó bạn, người ta sử dụng ống bằng nhựa này nè. Nhựa đen này nè, để ta làm mà giờ nó không sử dụng nữa. Cái người ta làm đem ra đây đang làm nó là cái gì? Là hàng rào. Là hàng rào giống như làm hàng rào tre nãy bạn, thay vì sử dụng tre. Khúc này là bằng ống nhựa rồi.
Tính ra mấy bữa nay nếu mà mình về cái sự mà về công sức đó, thì mình mấy bữa nay mình nằm khỏe hơn mấy bữa mà lương nó kém không đây. Nó kém mình kéo thì nó cực, nhưng mà nó kém thì có cá hơn bạn, nó trúng cá hơn. Cái này cũng như là cũng chơi. Dạ. Cái này là đúng ra là không có ngay nước các bạn. Bình thường những người khác là người ta nghỉ rồi, như bữa nay mấy chú bác thì người ta cũng nghỉ nhiều rồi. Ta không có đi văng. Này mình quýnh mình cải làm kiểu này thì có nhiều hay nhiêu bạn ơi, kiếm thêm. Cải cũng đỡ. Nên hên cũng trúng cái bộ à. Rồi tới cái phao các bạn ơi, rồi hết lưới rồi. Mình thấy cái thùng phao của mình. Ok. Ủa, giờ mình đi về đúng không? Về. Ok, đã xong cả lưới các bạn ơi. Nay kiếm được 2 con cá. Để hôm nào mình đi coi, ngày mai còn quýnh không? Mời sẽ không quýnh các bạn. Vậy hả? Mời để coi mấy rồi ta? Mời trời trẻ. À vậy hả? Ờ à, cũng thì nói chung là nghề lưới này mà nằm bữa. Cái gì bữa khác mình đâu biết được các bạn. Ở đây ba bốn bữa rồi là bữa nào cũng nhiều. À vậy hả? Trời ơi, vậy hôm nay đừng nói thừa em nha. Đâu quá. Đi theo xui vậy. Thì mấy vụ này đâu. Dạ. À, bữa nay mình đi theo anh Tư được xem cái cách mà anh Tư căng lưới dọc theo bè nè các bạn. Mà lưới neo nhưng mà mình đi nổi á, cách thả lưới khác. Tại vì cái nước này mình buộc phải đi về các bạn, chứ mình đi sát đáy như là mấy cái nước kém á là không có được. Tại vì nó nặng lắm, tại nước là nhiều mà mình đâu có làm được kiểu đó. À, để mấy như hẹn lại mấy bạn dịp sau đi, mình có đi theo anh Tư mình quay tiếp các bạn xem ha. Giờ thì mình xin kết thúc clip hôm nay các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.